Quý vị và tôi là người tin Chúa đều có một nơi, chẳng những có một nơi để thờ phượng là nhà thờ. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ngoài nhà thờ là nơi chúng ta tập trung để thờ phượng Chúa mỗi tuần như thế này. Mỗi chúng ta cũng có một ngôi đền thờ khác để thờ phượng Chúa. Và cái đền thờ đó là thân thể, là chính thân thể của chúng ta. Chính con người chúng ta là đền thờ của Chúa Tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là thân thể là đền thờ. Sứ đồ Phaolô trong lá thư viết cho các tín hữu tại Corinto, ông đã viết những lời như thế này. Xin quý vị cùng mở với tôi ở trong thư Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 19 và 20. Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 19 và 20. Đó là câu gốc của chúng ta nếu có xin mời anh Thắng chiếu lên để chúng ta cùng đọc chung với nhau hai câu kinh thánh này. À, xin lỗi, Câu à, con tôi thứ nhất đoạn 6, câu 19 và 20. Chúng ta đọc chung với nhau. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em Thưa quý vị, thân thể của chúng ta là đền thờ mà Chúa Thánh Linh đang ngự Chúng ta đã cùng nhau học phúc âm văn và phân đoạn mà chúng ta học hôm nay là ở trong đoạn 2 như chúng ta vừa nghe một sư lý đọc và trong phân đoạn này có lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu như thế này trong văn đoạn 2 câu thứ 19. Đức Chúa Giêsu đáp rằng hãy phá đền thờ này đi trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Khi Đức Chúa Giêsu tuyên bố điều đó thì người giu lại nói người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dừng lại trong 3 ngày. Và sứ đồ Giăng đã giải thích cho chúng ta biết ở trong câu 21 như thế này, nhưng ngài nói về đền thờ của thân thể mình, đền thờ của thân thể mình. Tức là Đức Chúa Giêsu muốn nói đến sự việc Chúa sẽ chịu chết và ba ngày sau Chúa đã sống lại. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa như lời dạy ở trong Corinto thứ nhất đoạn thứ sáu và chính thân thể của Chúa Giêsu cũng là đền thờ như Chúa Giêsu nói ở trong văn đoạn 2 câu thứ 21. Đền thờ đây là thân thể của Chúa chứ không phải là ngôi đền thờ nguy nga tại Jerusalem mà vua Herod đã bỏ ra 46 năm để xây. Thưa quý vị, thân thể chúng ta là đền thờ là một cái điều vô cùng rất là đặc biệt đây là một cái ý niệm, một cái niềm tin rất là đặc biệt của chúng ta và chúng ta cần biết để sống phù hợp với lời dạy của Chúa về việc thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Chính là Chúa Giêsu là Đấng đã chịu chết vì tội của chúng con và Chúa đã ban cho chúng con Chúa Thánh Linh ngự ở trong thân thể của chúng con là đền thờ của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con muốn học biết rõ hơn nhiều hơn về chân lý quan trọng này. Chúa dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mối ông bà anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vì thân thể là đền thờ và đền thờ cũng chính là thân thể này cho nên chúng ta phải sống như thế nào. Trước hết chúng ta học qua câu chuyện đã được ghi ở trong phố âm giang chương thứ hai Câu 13 ghi như thế này. Lễ vượt qua của dân Judah hầu đến Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Nếu chúng ta đọc cả bốn sách phúc âm thì sẽ thấy rằng cả bốn sách phúc âm đều ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu -xu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Nhưng các phúc âm Matthew, Mark và Luca thì ghi lại ở cuối sách, còn phúc âm Giăng thì ghi lại ở đầu. Dù đều là trong dịp lễ vượt qua. Như vậy có thể nói rằng Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán khỏi đền thờ không phải chỉ một lần, nhưng mà đến hai lần trong ba năm chức vụ của Chúa Giêsu. Nhưng tại sao lại có việc đuổi những người buôn bán khỏi đền thờ? Đền thờ là nơi thờ phượng, tại sao lại có buôn bán ở đó? Đền thờ ở Jerusalem có 4 khu vực. Khu vực thứ nhất là khu vực dành cho những người không phải là do thái dân ngoại, họ chỉ được ở bên ngoài của khu vực đền thờ, ngoài khuôn viên của đền thờ. Cái khu vực thứ nhì là khu vực dành cho phụ nữ. Các bà chỉ được vào một cái khu vực riêng cái khu vực thứ ba là khu vực dành dành cho những người nam các bà không được vào trong cái khu vực đó quý bà phải cảm ơn Chúa là ngày hôm nay trong nhà thờ không phải bắt mấy bà đứng ở ngoài kia đâu nhưng mà ngày xưa đền thờ dân ngoại chỉ được đến một chỗ nào đó thôi rồi đến phụ nữ rồi đến những người nam và có một cái khu vực là khu vực dành cho thầy tế lễ những thầy tế lễ mới được vào ở trong cái khu vực đó Ngoài ra ở trong nơi chí thánh là chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được vào một lần mà thôi. Vì vậy cho nên vị đền thờ có bốn khu vực như vậy. Khu vực dành cho dân ngoại, khu vực dành cho phụ nữ, khu vực dành cho nam giới và dành khu vực dành cho thầy tế lễ. Cho nên cái khu vực mà dành cho dân ngoại đó là nơi mà người ta buôn tiền, người ta buôn bán ở tại đó. Cho nên buôn bán xảy ra ở ngoài hành lang của nhà thờ, nơi khu vực cho những người không phải là do thái tại đây người ta làm gì kinh thánh nói rằng tại đây người ta buôn bán bò chiên bồ câu và đổi bạc tại sao là có cái chuyện buôn bán bò chiên bồ câu và đổi bạc ở tại sân đền thờ này Chúng ta biết lễ vượt qua là ngày mà người Do Thái kỷ niệm việc họ được giải phóng khỏi Ai Cập và theo lời dạy của Chúa ở trong sách Phục truyền luật lời ký đồng 16 một trong những điều mà người Do Thái phải làm trong lễ vượt qua là giết con sinh tại đền thờ. Người Do Thái đến đền thờ chẳng những để dự lễ vừa qua nhưng cũng mang theo những sinh tế cho Chúa theo luật Chúa dạy. Và các sinh tế mà dân Do Chúa phải là những con vật không tỳ vết, không khuyết điểm. Và các thầy tế lễ là những người có nhiệm vụ khám xét và xác nhận những cái con vật này là có thánh sạch, có tỳ vít hay là không. Và thời đó vì có các tệ đoan trong đền thờ về việc khám xét các thầy tế lễ vì muốn thu lợi cho mình. Thường làm khó dễ những người mà đem sinh tế từ nhà đến. Mấy người nào mà đem con sinh của mình đến thì họ làm khó dễ nói không được. Và họ còn tính thêm tiền phụ trội, tiền khám xét nữa. Còn nếu khách hành hương đến mà mua mấy con sinh ngay ở trong đền thờ thì được miễn trừ khỏi mọi thủ tục khám xét, họ nhận hết. Bởi vì vậy mà có việc buôn bán chiên bò ở tại đó. Còn việc đổi tiền thì sao? Sẽ dĩ có việc đổi tiền trong đền thờ là vì mỗi người đàn ông phải đóng thuế đền thờ theo luật của Chúa ở trong sách số kỳ dịch tôi ký đoạn thứ 30. Và tiền dân đền thờ này, theo kinh thánh dạy là phải đúng nửa siết lơ tùy siết lơ của nơi thánh. Siết lơ là tên của đồng bạc. Người dân hiến đến từ nhiều vùng khác nhau nên phải đổi đúng tiền mới dân được. Và khi đổi như vậy, phải trả thêm một số phụ phí. Vì vậy, chúng ta thấy có việc buôn bán và đổi tiền. Việc dân sinh tế và đóng thuế đền thờ vì vậy là nguồn lợi của gia đình các thầy tế lễ và chính vì vậy chính vì cái tệ đoan đó mà Chúa Giêsu phải thanh tẩy đền thờ. Nếu chúng ta đọc ở trong Phúc Âm má chương thứ 11 chúng ta thấy những lời Chúa dạy như thế này. Phúc Âm má chương 11 câu thứ 15 16 nói chuyện tương tự và Chúa Giêsu kết luận như thế này. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng Há chẳng có lời chép Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp Nhà cầu nguyện của muôn dân Tức là mấy cái người không phải là người Do Thái đó Cái chỗ duy nhất mà họ có thể cầu nguyện là Hành lang đó là cái chỗ mà người ta đã buôn bán đó đó là cái chỗ duy nhất mà người muôn dân hay là người không phải là người Do Thái có thể cầu nguyện. Bây giờ họ đã biến thành nơi buôn bán. Những người không phải là người Do Thái không thể cầu nguyện được. Và vì vậy, giới lãnh đạo tôn giáo đã biến nơi cầu nguyện trở thành nơi buôn bán. Việc Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ trong cái chuyện này tạo nên hai phản ứng. Thứ nhất là trong câu 17. Câu 17 ghi như thế này ngài môn đồ ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà chúa tiêu nuốt tôi tức là các môn đồ thấy rằng chúa làm điều này là đúng theo như ứng nghiệm lời kinh thánh sự sốt sắng về nhà chúa tiêu nuốt tôi và cái phản ứng thứ hai là của những người đương thời hỏi chúa là thầy lấy cái quyền gì mà đuổi chúng tôi và Chúa đã trả lời trong câu 19, hãy phá đền thời này ta sẽ dừng lại trong 3 ngày. Những người hỏi đã không hiểu được câu trả lời bởi vì họ chỉ hiểu cái chữ đền thờ như là cái đền thờ mà họ đang thấy đó thôi nhưng mà chỉ có môn đồ của Chúa khi Chúa sống lại thì mới hiểu ý của Chúa quý vị và tôi cũng là môn đồ của Chúa và ngày hôm nay chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại và chúng ta cũng biết Chúa Giêsu nói về thân thể của Ngài vì vậy chúng ta đã hiểu điều này rồi cho nên cái câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về đền thờ của thân thể hay thân thể là đền thờ nghĩa là thế nào. Có bốn điều mà chúng ta học được qua câu chuyện này. Quý vị có tờ gian bài xin ghi xuống. Điều thứ nhất là đền thờ phải thánh sạch và phải được sử dụng đúng. Đền thờ phải thánh sạch và phải được sử dụng đúng. Trở lại với câu Kinh Thánh ở trong Grinto thứ nhất đoạn 6 câu 19 và câu thứ 20, Sĩ đồ Phaolô đã dạy các tín đồ ở tại Hội Thánh Corinto: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình hay sao?" Từ đây trở đi chúng ta phải hiểu cái chữ đền thờ là chính thân thể này, như điều đã áp dụng cho Chúa Giêsu, như điều Kinh Thánh dạy qua sứ đồ Phaolô. Đền thờ Jerusalem ngày xưa đã bị lạm dụng, đã bị sử dụng sai mục đích, bị sử dụng cho tư lợi, khiến cho người khác không thể thờ phượng, đền thờ bị ô uế. Còn cái đền thờ ngày nay là chính thân thể của quý vị và tôi. Chúng ta sử dụng đền thờ này với đúng mục đích của đền thờ hay là không? Nhớ đây là cái đền thờ của Chúa. Phaolô cho thấy ba điều trong cái lời dạy này. Thứ nhất, thân thể này là nơi Chúa Thánh Linh đang ngựa thân thể chúng ta là nơi Chúa Thánh Linh đang ngự. Quý vị có biết điều đó không? Bước vào bất cứ nơi thờ phượng nào chúng ta phải nghiêm trang giữ im lặng. Bây giờ nơi thờ phượng đó là ở đâu? Là đây. Là chính thân thể này, là chính con người này. Con người đang có Chúa Thánh Linh ngự trị. Quý vị có ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của mình không? Mỗi một chúng ta khi tin nhận Chúa Đức Chúa linh ngự vào lòng của chúng ta và chúng ta biến thành đền thờ của Chúa. Kinh thánh dạy rằng ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, người đó chẳng thuộc về Ngài. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa, Mà chúng ta có xử sự, sự như là Chúa có Chúa Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của mình không? Có nhiều lần ở trong nhà bếp quý bà quý cô nói chuyện với nhau và đang nói chuyện gì đó không biết thì nó ok một sư tới kìa. Và họ đổi câu chuyện. Quý vị sợ tôi nghe mà không sợ Chúa Thánh Linh nghe hay sao? Chúa Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta nghe từng lời nói, thấy từng việc làm của chúng ta. Thân thể này là nơi Chúa Thánh Linh đang ngự. 24-7 Chúa Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, Thân thể này là đền thờ và đền thờ này không phải của mình. Thân thể này là đền thờ và đền thờ này không phải của quý vị và tôi. Paulo nói rất là rõ. Anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? You do not belong to you. Thân thể này là của Chúa bởi vì Chúa đã chuộc chúng ta. Thân thể chúng ta tội lỗi xấu xa không đáng cho Thánh Linh ngự trị. Nhưng vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã đổ máu vô tội của Ngài ra trên thập tự giá để chuộc chúng ta. Quý vị thấy không? cái câu tiếp theo nói rằng, vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Con người này bẩn thiểu tội lỗi dơ dãi nhưng mà Chúa đã đổ máu Ngài ra để chuộc chúng ta. Quý vị biết chuộc một món đồ là gì phải không? Chúng ta là của Chúa. Nhưng mà chúng ta đã bán mình cho tội lỗi, Chúa Giêsu phải trả một giá rất cao để chuộc chúng ta trở lại giá đó là mạng sống của ngài, Chúa chuộc chúng ta rồi cho nên chúng ta là của Chúa, chúng ta không còn thuộc về mình. Vì thứ nhất, đức thánh linh là đấng năng ngự trong chúng ta; thứ nhì là chúng ta không phải thuộc về mình và thứ ba, Hoa Lô kết luận rằng vì hai lý do đó, vì chúng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa trời, lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa và đền thờ của Chúa phải làm sáng danh Chúa. Làm sáng danh Chúa bằng thân thể nghĩa là thế nào? cô trong tô nhất đoạn 10 câu 31 sư đồ Phá Lô dạy rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm cái điều đơn giản nhất cái điều thông thường nhất ở trong cuộc đời chúng ta là ăn là uống ngay cả việc ăn uống chúng ta cũng phải làm sáng danh Chúa qua việc đó vấn đề ở chỗ này đâu là đền thờ của Chúa là thân thể này thân thể này của ai của Chúa làm gì với thân thể này làm gì cũng phải làm sáng dành Chúa Ăn uống Đi đứng xem tivi Làm việc giải trí nói năng Mọi hành động của thân thể là thờ phượng Là làm sáng dành Chúa Thưa quý vị đây là cái cao điểm Đây là tinh túy của đạo Chúa Không phải đợi ngày Chủ nhật đến đây Mình mới thờ phượng Chúa Mỗi ngày trong đời sống cái thân thể này Là đền thờ và chúng ta phải thờ phượng Chúa Chúng ta không chỉ nói đến việc đi nhà thờ mỗi Chủ nhật Nhưng là thờ phượng hàng ngày Mỗi ngày trong thân thể này Làm bất cứ việc điều gì Vậy ước mong mỗi chúng ta đều lấy thân thể mình Làm đền thờ của Chúa Để làm sáng danh Chúa mỗi ngày Thứ nhất, đền thờ phải thánh sạch Phải được sử dụng đúng Thứ nhì, đền thờ phải được thanh tẩy Đền thờ cần phải được thanh tẩy cũng giống như đền thờ Jerusalem ngày xưa đã bị sử dụng sai, nơi thờ tự trở thành nơi buôn bán và Chúa phải đuổi, phải phá đổi những cái điều bất khiết đó. Ngày nay thân thể của chúng ta là đền thờ. Nếu có cái gì bất khiết, có cái gì sai lầm, nếu có gì mà chúng ta đang dung dưỡng, chất chứa, chúng ta cần phải thanh tẩy. Nếu có chúng ta cần phải để cho Chúa thanh tẩy. Và đây là sự thanh tẩy cần có hàng ngày. Chúng ta cần phải xưng tội với Chúa, xin Chúa tha thứ và từ bỏ tội lỗi. Nếu có những cái thói quen nào đó khiến cho đời sống chúng ta ngăn cản chính mình hay là ngăn cản người khác tương giao với Chúa, chúng ta cần phải thanh tẩy. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa chỉ ra từ bỏ để không còn là chướng ngại trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với người khác. Bài hát chúng ta vừa hát, tạo nên trong con trái tim thật trắng trọng, chúa ơi và chúng ta phải làm điều này thường xuyên chúng ta tắm rửa thường xuyên đó là thân thể này còn cuộc sống tâm linh của chúng ta thì sao chúng ta có tắm rửa thường xuyên chúng ta có được thanh tẩy thường xuyên không? lý do chính Chúa giêsu đánh đuổi người buôn bán khỏi đền thờ ngày xưa là vì người ta đã thương mại hóa nhà của chúa thương mại hóa nghĩa là coi việc thờ phượng như là dịch vụ làm thế nào cho đông người làm thế nào cho hấp dẫn mà bỏ qua những yếu tố tâm linh nhiều hội thánh ngày nay đã rơi vào cái cạm bẫy đó làm thế nào cho người ta feel good người ta gọi là gọi là seeker friendly sao những người tới họ cảm thấy sung sướng đừng có nói gì về tội lỗi xấu xa hết pha loãng chân lý của Chúa không giảng kinh thánh nữa Hội thánh của Chúa, nhà của Chúa, đền thờ của Chúa cần phải được thanh tẩy, phải loại bỏ những điều đó. Vì vậy, đền thờ cần phải được thanh tẩy trên bệnh viện cá nhân mỗi đời sống của chúng ta. Và đền thờ cũng phải được thanh tẩy mỗi ngày ở trong hội thánh của Chúa. Thứ nhất, đền thờ phải thánh sạch, phải được sử dụng đúng. Thứ nhì, đền thờ cần phải được thanh tẩy. Và thứ ba, chúng ta phải có lòng sốt sắng về đền thờ. Chúng ta phải có lòng sốt sắng về đền thờ. Chúng ta thấy điều đó trong câu thứ 17. Môn đồ Ngài bạn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Quý vị hãy tưởng tượng. Đức Chúa Giêsu là người hiền từ phải không? Chúa nói ta có lòng nhu mì khiêm nhường, Chúa rất là hiền. Mà giờ chúng ta thấy Chúa nổi giận, Bên cái roi và Chúa đi quất đuổi đạp đổ bàn, tức giận Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Có lẽ các môn đồ có lẽ có lẽ họ cũng sững tại ông thầy của mình sao bữa nay ông nổi giận vậy? Mà sứ đồ Giăng ghi lại, môn đồ bèn nhớ lại lời kinh thánh nói gì? Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Họ biết rằng sở dĩ Chúa Giêsu làm như vậy là Chúa không có chịu nổi cái cảnh tội lỗi, cảnh ô uế đó. Cái sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi là như vậy. Có khi nào quý vị có một cái đam mê nào đó trong lòng và và vận dụng tâm trí, thì giờ, tiền bạc để đeo đuổi hay đạt điều đó cho mình. Cái, cái điều đó nó luôn luôn tiêu nuốt mình, nó luôn luôn ở trong lòng của mình. Tôi không biết có ai đam mê football giờ này muốn giờ thờ phượng chấm dứt sớm để về coi không biết. Mỗi người có một cái đam mê nào đó, có thể là trồng lan, nuôi chim, có người thì đam mê kiếm tiền tôi không biết không. Có một cái đam mê nào đó nó luôn xúi dục mình dành hết thì giờ tiền bạc. Có cái đam mê nào nung nấu trong lòng quý vị hết lòng làm chuyện đó. Thưa quý vị, tiêu nuốt là như vậy. Cái điều mà tiêu nuốt Chúa Giêsu tại đây là sự sốt sắn về nhà Chúa. Thưa quý vị, nếu quý vị có một cái sốt sắn nào đó để mà thiếu nuốt cuộc đời của mình, đó phải là sự sốt sắn về nhà Chúa. Nghĩa là lòng hăng hái cho công việc Chúa Nung nấu trong lòng Thôi thúc phải làm một điều gì đó Không ngồi yên được Ngày nay Nếu thấy danh Chúa bị xúc phạm Đền thờ Chúa bị coi thường Tội ác lộng hành Tâm hồn chúng ta phải cảm thấy khó chịu Và bày tỏ những phản ứng thích hợp Để mọi người ý thức được sự thánh khiết của Chúa Và thêm lòng khánh, kính sợ Ngài Hay là chúng ta vẫn dững dưng Quý vị biết có những người tranh đấu với những mục đích sai quấy về 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 phá thai, về hôn nhân đồng tính, về những điều tội lỗi xấu xa, xa mà họ làm việc hết lòng hết sức, hết tâm hồn của họ. Họ tranh đấu đến cùng và sự sốt sắng về những điều đó đã tiêu nuốt họ. Còn quý vị và tôi thì sao? Có phải chúng ta là những người dững dưng trước công việc Chúa không? Lúc nào cũng bình chân như vậy, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Ai làm gì đó thì làm thật cái bình thản, không một chút bận tâm. Sự tiêu nuốt về nhà Chúa ở đâu thưa quý vị? Chúng ta cần phải có sự tiêu nuốt về nhà Chúa ở trong cuộc đời của mình. Sự sốt sắng về nhà Chúa phải tiêu nuốt mỗi một chúng ta như sự sốt sắng về về thể thao, về giải trí, về tiền bạc, về tình yêu, về bất cứ một cái điều gì đó. Chúng ta cần có cái sự tiêu nuốt về nhà Chúa, sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt chúng ta. Thì sốt sáng của nhà Chúa đã tiêu nuốt Chúa Giêsu, Ngài không thể ngồi yên khi thấy đền thờ bị xúc phạm. Ước ừ mong là mỗi chúng ta sẽ để cho lòng sốt sáng của nhà Chúa tiêu nuốt chúng ta như vậy. Khi chúng ta không thể ngồi yên, sốt sáng hầu việc Chúa, tham gia vào một trong các mục vụ của Hội Thánh, các ban ngành, các dịp tiện hầu việc Chúa, làm một điều gì đó. Ước ừ mong được trông thấy nhiều người trong Hội Thánh để sự, sự sốt sắn về nhà chúa thiêu nua quý vị như vậy đền thờ phải thánh sạch phải được sử dụng đúng đền thờ cần phải được thánh tẩy thứ ba chúng ta cần có lòng sốt sắn về đền thờ và thứ tư tất cả những điều này cho thấy đền thờ thân thể này quan trọng hơn đền thờ vật chất đền thờ thân thể quan trọng hơn đền thờ vật chất. đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay có 5 chữ đền thờ trong các câu 14, 15, 19, 20 và 21. Trong cái câu 14 trong đền thờ. Trong câu 15 đuổi hết thải khỏi đền thờ. Câu 19 hãy phá đền thờ này đi. Câu 20 Người Juda lại nói người ta xây đền thờ này mất 46 năm. Và câu 21, nhưng ngài nói về đền thờ của thân thể mình hai cái chữ đền thờ đầu tiên nó có 14 và 15 đó ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là thi eron và chữ thứ nhì trong câu 19, 20 và 21 ở trong nguyên văn là naos hai chữ này là hai chữ khác nhau thi là nói đến đền thờ toàn thể còn cái chữ naos là nói đến nơi chí thánh cho nên trong các câu 19, 20 và 21 khi nói về đền thờ Đức Chúa Giêsu muốn nói về nơi chí thánh. Tiếng Việt chúng ta có thể dịch là điện thờ. Đền thờ và điện thờ. Đây là nơi Đức Chúa Trời chí thánh gặp gỡ con người. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chí thánh, con người không thể đến gần với Chúa được. Và trong nơi chí thánh nó có gì thưa quý vị? Trong nơi chí thánh nó có cái hòm giao ước. Và thầy tế lễ thường phẩm mỗi năm một lần vào đó phải dân huyết tượng trưng sự chuộc tội của Chúa Giêsu. Đây là nơi có người tội lỗi có thể đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết qua huyết của sinh tế. Qua lời dạy của Chúa Giêsu và việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, đền thờ thân thể Chúa chính là chỗ quý vị và tôi có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng tất cả những cái điều gì nói về đền thờ ở trong cựu ước chỉ là biểu tượng cho vị Chúa Giêsu Giáng sinh chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Ngày nay chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu như lời dạy trong Thư Hebrew đoạn 10 như thế này. Thư Hebrew đoạn 10 câu 19 và 20. Hỏi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh nơi rất thánh là nơi dí thánh là Naos đó. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn nghĩa là ngang qua xác của Ngài. Sự chết của Chúa. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cái địa nhà Đức Chúa Trời nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch của lương tâm xấu thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Ngày hôm nay quý vị và tôi có thể đến gần Chúa là qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúng ta một mặt là cả một cái, 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 cái đặc ân vô cùng lớn lao. Ngày xưa chỉ thể tới lễ thượng phẩm mỗi năm và đó một lần thôi. Ngày hôm nay mỗi chúng ta đều có thể trực tiếp đến với Chúa Giêsu xu đến với Chúa Trời bất cứ lúc nào. Quý vị nhớ khi Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá điều gì xảy ra trong đền thờ? Cái mang của đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Cái đường mở và nơi Chúa thánh đã được mở ra. Thưa quý vị, đền thờ trong cựu ước chỉ là tượng trưng. Khi Chúa Giêsu tuyên bố phá đền thờ này đi trong ba ngày ta sẽ dựng lại, ngài cho thấy đền thờ của thân thể là chính Chúa. Và vì vậy mà sách đồ gian viết ở trong câu thứ 22 Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. À, về sau sư đồ cũng nhắc chúng ta thân thể là nơi là đền thờ cho chúa thánh linh cư ngụ. Quý vị biết người ta thường hãnh diện về những ngôi giáo đường đồ sộ nguy nga nhưng mà đối với Chúa thân thể dân hiến trọn vẹn và thái độ tôn thờ đó mới là điều quan trọng. Ở trong Phúc Âm Văn, Văn chương 4 Chúa Giêsu dạy như thế này. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Quý vị và tôi đang thờ phượng Chúa trong nhà thờ này buổi sáng hôm nay. Mà chúng ta thật sự đang thờ phượng Chúa bằng đền thờ nào? Chúng ta không thể chỉ đến nhà thờ hàng tuần gọi là thờ phượng nhưng mà chúng ta phải thờ phượng hàng ngày bằng đền thờ thân thể của chúng ta sống làm sáng danh Chúa trong mỗi hành động mỗi lời ăn tiếng nói của chúng ta có thể nói như thế này chúng ta đi nhà thờ mỗi ngày bởi vì đây là đền thờ của Chúa một trong những danh từ của thời đại chúng ta là mobile di động điện thoại di động văn phòng di động làm việc di động quý vị biết mình cũng có nhà thờ di động không Nhà thờ di động là chính thân thể này. Đời sống của chúng ta mỗi ngày đi đâu ở đâu, giờ nào cũng là đền thờ cả. Lời cầu nguyện của tôi sau khi học bài học sáng hôm nay là Lại Chúa xin nhắc con luôn nhớ rằng thân thể con là đền thờ của Chúa đang cư ngụ để mỗi lời nói, việc làm của con xứng đáng với sự hiện diện thánh khiết của Chúa mọi nơi, mọi lúc.